Buổi sáng quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 4, Câu lạc bộ Hoa lan Lai Châu tổ chức triển lãm và thi hoa lan mang tên Hương sắc Lai Châu lần thứ 7. Dự buổi triển lãm có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và gần 300 đại biểu là đại diện cho 51 hội, hiệp hội, câu lạc bộ yêu hoa lan, người chơi, nuôi trồng hoa lan đến từ 26 tỉnh thành trong cả nước. Phát biểu tại triển lãm và hội thi hoa lan, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các nghệ nhân, hội viên của câu lạc bộ trong việc duy trì phát triển phong trào sinh vật cảnh và các hoạt động thiện nguyện. Đồng chí nhấn mạnh hoạt động của câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu những năm qua đã từng bước nâng cao vai trò vị thế của câu lạc bộ, thể hiện được sự mến khách của con người Lai Châu cũng như quảng bá những cảnh quan kỳ vĩ của tỉnh và vẻ đẹp hiếm có của những loài hoa lan bản địa đặc hiếu từ đó góp phần tạo nên thương hiệu đến Lai Châu là đến với vẻ đẹp riêng của miền Sơn Cước, với những đỉnh núi kỳ vĩ, với rừng đỗ quyền cổ thụ bao la và hương sắc đắm say của những loài hoa lan. Với chủ đề hương sắc Lai Châu lần thứ bảy, triển lãm và hội thi hoa lan đã quy tụ hơn 600 tác phẩm hoa lan thuộc các dòng lan đặc hữu, đặc trưng như là hoàng thảo kèn, sơn thủy tiên, đùi gà, u lồi, chuỗi ngọc, vân vân của các nhà vườn, người yêu hoa lan trên địa bàn của tỉnh và các địa phương trong cả nước. Tại triển lãm, ban tổ chức lựa chọn tác phẩm hoa lan đẹp, trình bày độc đáo của các nhà vườn, nghệ nhân để tổ chức hội thi Hương sắc Lai Châu ở ba thể loại lan là đột biến, tổng hợp và hoàng thảo kèn. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi quy tụ được nhiều giống hoa lan đẹp, lạ, trong đó có nhiều tác phẩm độc đáo khiến cho ban giám khảo mất nhiều thời gian để lựa chọn. Các tác giả có sự chuẩn bị chu đáo, nhiều tác phẩm đặc sắc và thu hút người xem. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao hơn 20 giải thưởng cho các tác phẩm lan đẹp nhất, trong đó giải đặc biệt được trao cho tác phẩm Hoàng Thảo U Lồi Đột Biến của tác giả Phạm Hải Đăng, Câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu. Giải nhất ở thể loại lan đột biến thuộc về tác phẩm Đùi Ga Hồng của tác giả Hoàng Thị Dung, thành phố Lạng Sơn. Giải nhất ở thể loại lan tổng hợp cho tác phẩm Hoàng Thảo Đùi Ga của tác giả Phạm Hải Đăng, Câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu giải nhất ở thể loại Hoàng Thảo Kèn thuộc về tác phẩm Hoàng Thảo Kèn của tác giả Đỗ Xuân Báu, câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu. Triển lãm và hội thi Hoa Lan là dịp để các nhà vườn, nghệ nhân chơi lan, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn giúp cho người dân du khách đến chiêm ngưỡng thưởng thức vẻ đẹp của những tác phẩm Hoa Lan được dày công chăm sóc. Cũng tại triển lãm, nhiều giò lan được bán đấu giá với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu dùng để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn của tỉnh. Nhân dịp này, câu lạc bộ Hoa Lan Lai Châu cũng đã tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng chương trình Hành trình thứ hai của những chiếc lốp xe do Trung ương đoàn phát động, tuổi trẻ huyện Phong Thổ đã triển khai nhiều công trình ý nghĩa, góp phần phát huy tính sung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường. Hành trình thứ hai của những chiếc lốp xe bắt đầu khi những chiếc lốp xe cũ được thu gom và làm sạch. Dưới đôi bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những đoàn viên thanh niên xã Bản Lang, những chiếc lốp xe đã cũ được khoác lên mình những diện mạo mới và tiếp tục trên hành trình thứ hai, trở thành biển báo tuyên truyền mang nhiều nội dung ý nghĩa về công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Công trình hành trình thứ hai của lớp xe được các đoàn viên thanh niên xã Bản Lang phối hợp với Hội phụ nữ xã, đoàn thanh niên đồn biên phòng xin suối hồ triển khai thực hiện với tổng kinh phí khoảng 20 triệu đồng. Công trình dài 100 m với 30 lớp xe cũ đường dựng thành biển báo tuyên truyền dọc theo tuyến đường từ cổng chào đến cổng ủy ban nhân dân xã. Hưởng ứng tháng thanh niên, tháng 3 biên giới, tri đoàn đồn biên phòng xin suối hồ đã chủ động phối hợp với đoàn cơ sở xã Bản Lang, hội liên hiệp phụ nữ xã Bản Lang xây dựng kế hoạch và thực hiện công trình hành trình thứ hai của lốp xe. Chúng tôi sử dụng các lốp xe đã qua sử dụng để làm các pano khẩu hiệu tuyên truyền với các nội dung về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, an toàn giao thông, vân vân. Thì qua đây thì chúng tôi mong muốn sẽ tuyên truyền tải được những thông điệp tích cực tới cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường, ý thức sử dụng tái chế, rác thải vào những cái bằng những cái công trình, những cái việc làm ý nghĩa để từ đó lan tỏa những cái hành động tích cực trong bảo vệ môi trường, thay đổi nhận thức của từng người dân góp phần xây dựng một môi trường văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn mới và cùng với lại bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với hiệu quả mà công trình hành trình thứ hai của lớp xe đem lại thì đoàn xã mong muốn là trong thời gian tới thì sẽ nhân rộng mô hình đến các chi đoàn, các thôn bản để nhiều đoàn viên thanh niên, nhiều nhân dân được biết đến hơn và cùng lan tỏa về cái công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ trẻ em và an toàn giao thông trên địa bàn. Chương trình hành trình thứ hai của những chiếc lốp xe được huyện đoàn phong thổ triển khai thực hiện từ năm 2022. Để triển khai thực hiện hiệu quả, huyện đoàn đã chỉ đạo phát động các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia. Từ đó đến nay, hơn 350 đoàn viên thanh niên ở các tổ chức cơ sở đoàn đã thu gom được hơn 200 chiếc lốp xe cũ để tái chế, thực hiện được các công trình như làm biển báo tuyên truyền, làm khu vui chơi cho trẻ em, khuôn viên trong các trường học tái chế lốp xe cũ thành các công trình thanh niên là một việc làm ý nghĩa, không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, tiết kiệm chi phí mà còn tạo nên một phong trào hành động cho thanh niên toàn huyện nhằm bảo vệ môi trường, qua đó phát huy tinh thần sung kích, năng động sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Từ năm 2018 thì Trung ương Đoàn đã phát động cái cuộc thi về hành trình thứ hai của lốp xe và từ đó đến hiện tại thì trên địa bàn huyện Phong Thổ đã tích cực triển khai các cái hoạt động về hành trình thứ hai của lốt xe. Và từ năm 2018 đến nay thì trên địa bàn huyện đã triển khai một số sân chơi ở tại các xã như là Hoang Thèn, Khổng Lào, Bản Lang, uh, rào San và một số xã khác. Thì thông qua chương trình này thì uh, đã mang đến cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện Phong Thổ cũng như là bà con nhân dân uh, những cái nhìn nhận cũng như là tận biết tận dụng các cái um, lốt xe để thực hiện uh, các cái công trình phần việt. Qua đó thì đã góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra các công trình phần việt uh, rất là ý nghĩa và thiết thực của đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Phong Thổ. Hành trình thứ hai của những chiếc lốp xe là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò trách nhiệm và tinh thần sung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ, tạo cảnh quan môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Đồng thời, truyền tải thông điệp Hãy hành động chống rác thải nhựa, tận dụng những lốp xe cũ hỏng giúp giảm thiểu tác hại của chất thải rắn, tạo phong trào tái chế những chất liệu bỏ đi thành những công trình phần việc có ích trong thanh niên toàn huyện. Những năm qua nhờ sự năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ xã Sơn Bình đã xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay đem lại hiệu quả kinh tế cao, tận dụng và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, phát huy tài nguyên bản địa hàng hải thi đua phát triển kinh tế, giúp chị em hội viên giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chị Giang Thị Ly sinh năm 1994 là chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Chuva Va Tám. Với bản thân chị, để chị em phụ nữ tin tưởng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phải thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Không chỉ hăng hái trong tuyên truyền vận động hội viên, chị Ly luôn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển mô hình chăn nuôi lợn, trâu, cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn. Nhận thấy tiềm năng của việc nuôi cá nước lạnh, chị đã học hỏi kinh nghiệm từ những gia đình trong bản, tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi. Đến cuối năm 2023, chị Ly đã mạnh dạn đầu tư hai bể nổi nuôi cá tầm. Hiện nay, lứa cá đầu tiên của gia đình chị đã chuẩn bị được xuất bán với giá bán bình quân khoảng 200 đến 220 000 đồng 1 kg. Trước khi <laughs> nhà gia đình tôi rất là nghèo không có kinh tế gì nhưng mà bây giờ có một cái dự án HKI kể như là họ cho một con trâu với lại ba con gà với con gà nhưng mà em nuôi gà thành gà không được sống nhưng mà em nuôi trâu thì nước đốn lợn thì em đi đầu tư để mua con trâu về xong mà có khi nào cho lớn rồi em bán cho rồi bây giờ em lại chuyển sang nuôi cá hơi cá tần cá tần ấy mua hai nhì con để em nuôi nhưng mà em cũng mong rằng cá của em lớn nhanh và em đã đi học hỏi các bác ở trong bảng đi trước để em học hỏi để em nuôi để em làm được kinh tế cho gia đình em ạ Chị Phạm Thị Hảo ở bàn Chu Va 6 phát triển kinh tế bằng trang trại chăn nuôi tổng hợp. Gia đình chị chăn nuôi lợn, da cầm, trồng 3.000m2 song riêng. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị đầu tư phát triển bể nuôi cá hồi, cá tầm với thể tích hơn 2.000 mét khối. chứa các khoản chi phí mỗi năm cho gia đình, nguồn thu nhập gần 300 triệu đồng. Thời điểm chăm sóc thu hoạch dòng riêng đã tạo việc làm thời vụ cho nhiều bà con trong bản. Chị Hảo không chỉ tích cực tham gia các phong trào của hội phụ nữ, mà còn sẵn sàng giúp đỡ các chị em trong bản, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi. Tôi chọn cái mô hình nuôi cá này là bởi vì mô hình này phát triển là nhanh và cũng dễ dễ nuôi cái mô hình tôi chọn nuôi lợn này là cũng để tạo điều kiện cho tôi công việc nhà này và hỗ trợ tôi những chi phí sinh hoạt hàng ngày trong gia đình và tạo công an việc làm cho những chị em phụ nữ ở trong bản trong xã này nữa vì mình có thể dẫy cỏ rong cái thứ mình có thể thuê họ đến để họ có thể dẫy hộ mình và chăn nuôi như thế này thì mình cũng có thể mình mà không làm kịp thì mình nhờ họ đi chặt chuối ở trên rừng hộ này Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Bình hiện có hơn 850 hội viên sinh hoạt tại 7 tri hội. Để nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phụ nữ làm kinh tế giỏi. Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, tổng dư nợ ủy thác ngân hàng chính sách xã hội đạt hơn 10 tỷ đồng với 4 tổ tiết kiệm vay vốn, 180 hộ vay. Song song với đó, các cấp hội đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ hộ nghèo vượt khó vươn lên bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa như giúp ngày công lao động, hỗ trợ về cây, con giống. Năm 2023, các chị hội đã đóng góp 165 ngày công để xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ cây con giống với tổng trị giá hơn 135 triệu đồng, giúp đỡ hai gia đình phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo các cái mô hình phát triển kinh tế như là mô hình nuôi cá nước lạnh rồi các mô hình như chăn nuôi gia súc gia cầm rồi gắn với lại vườn ao chuồng rừng rồi các cái mô hình như là làm thổ cẩm của các cái đồng bào dân tộc Mông rồi thuê theo ba bên ni rồi cũng như là các cái chương trình như là chị em là có nhóm làm dịch vụ xe rửa xe để thu hút khách đường đèo để tăng thu nhập Ngoài ra là chị em cũng còn là các cái mô hình như là trồng cây như là trồng phối hợp trồng chanh leo rồi là các cái cây nê, cây ăn quả để thay đổi cây trồng vật nuôi để theo cái mục tiêu hướng tới là giảm nghèo bền vững. Với nhiều cách làm hay hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Bình, cùng với sự năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế của hội viên, đã giúp cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Đời sống vật chất và tinh thần của chị em ngày một được nâng lên cuộc sống ấm no nhiều chị em tích cực tham gia vào các phong trào thi đua cuộc vận động do hội liên hiệp phụ nữ xã phát động góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ phẫu thuật đục thủy tinh thể cho khoảng 119 bệnh nhân của 7 trên 8 huyện thành phố trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024. Đối tượng hưởng lợi là bệnh nhân bị đục thủy tinh thể thuộc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến, người neo đơn, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn của tỉnh hiện nay các ngành liên quan sẽ để mạnh tuyên truyền khám sang lọc tư vấn chỉ định phẫu thuật điều trị cho các bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đạt tiêu chuẩn chỉ định phẫu thuật theo đúng quy trình kỹ thuật của bộ y tế đảm bảo an toàn hiệu quả mang lại ánh sáng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh hoạt động này nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ gia đình có công thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch điện biên phủ Những năm qua, người cao tuổi huyện Sinh Hồ luôn giữ vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện hương ước quy ước, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, bà trừ hủ tục lạc hậu. Người cao tuổi tích cực tham gia nhiều ý kiến quan trọng với cấp ủy, chính quyền cơ sở các cấp về phòng chống các tiêu cực xã hội như tham nhũng, lãng phí, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật. Ban công tác người cao tuổi huyện phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người cao tuổi, tăng cường việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi toàn huyện hiện có gần 500 người cao tuổi tham gia công tác xã hội, công tác đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp và các đoàn thể, công tác khuyến học, khuyến tài, phòng chống tội phạm. Người cao tuổi huyện đã có nhiều hoạt động góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Toàn huyện có 3.000 người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập, trong đó có 196 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, làm kinh tế giỏi. Góp phần thiết thực và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Thời gian qua, phong thổ đã tập trung huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển hệ thống giao thông thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, y tế nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được đồng bộ hiện đại, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, có 168 thôn bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi, đạt tỷ lệ 98,83%. 100% xã thị trấn có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 99,80%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 89%, tỷ lệ trường học và trạm y tế được xây dựng kiên cố 100%. Bản tin khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.